Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 100 chiến sĩ mới năm 2020. Thành phố Lai Châu chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho các đối tượng theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường tích cực tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 100 chiến sĩ mới năm 2020. Thượng tá Trần Nguyên Kỷ, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tới dự và chủ trì lễ tuyên thệ. Lãnh đạo xã Pa Tần và đồn biên phòng Pa Tần cũng đã về dự buổi lễ. Năm 2020, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ tuyển nhận, huấn luyện hơn 100 chiến sĩ mới là con em đồng bào các dân tộc ở ba huyện Tân Uyên, Phong Thổ và Mường Tè. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, thiếu cán bộ có kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khí hậu thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình quản lý, huấn luyện bộ đội. Tuy nhiên, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện theo kế hoạch như sử dụng thành thạo vũ khí trang bị theo biên chế, thực hành kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện điều hành đội ngũ, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện thể lực cho bộ đội. Cụ thể, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị khá, giỏi đạt 93,2%, huấn luyện quân sự 100% đạt yêu cầu, trong đó 94,7% đạt khá giỏi trong huấn luyện điều lệnh chính quy, 88,7% đạt yêu cầu trở lên trong huấn luyện thể lực. Sau thời gian huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, xây dựng mối đoàn kết với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân nơi đóng quân. Kết quả, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành 100% nội dung huấn luyện về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Chiến sĩ mới của đơn vị đã trưởng thành, vững vàng về mọi mặt, nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ và mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội. Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, huyện Tân Uyên đã tiến hành chi trả 58 tỷ đồng cho bà con tại 10 xã thị trấn. Hai đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện chi trả gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện hồ sơ thanh toán và chi trả dịch vụ môi trường rừng tại lâm phần được giao với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng sau nghiệm thu gần 22.780 ha. Diện tích chi trả trên 19.330 ha, tổng số tiền chi trả trên 37 tỷ 300 triệu đồng. Đơn vị thứ hai gồm các xã thị trấn thực hiện nghiệm thu chi trả với diện tích 12.199,13 ha. Tổng số tiền chi trả toàn huyện 58 tỷ đồng. Công tác chi trả đã được các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức cùng thời điểm tại các bản hoặc trụ sở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn để đảm bảo người dân đi lại được thuận tiện. Trong những năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mở rộng diện tích khai hoang và thực hiện các chính sách hỗ trợ về giống của nhà nước của tỉnh, sản lượng lương thực toàn tỉnh đã không ngừng tăng. Ước thực hiện đến năm 2020 đạt 220.000 tấn, tăng 21.300 tấn so với năm 2015. An ninh lương thực được đảm bảo, diện tích lúa cả năm canh tác 32.480 ha, tăng 1.556 ha so với năm 2015, sản lượng ước đạt 149.000 tấn.
đã hình thành được cánh đồng sản xuất hàng hóa tập trung tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, sử dụng 1 đến 2 giống lúa thuần chất lượng như Sáng Củ, PC6, Tẻ Dâu, Z01, Nếp Tan Co Giảng, Khẩu Ký với diện tích ước đạt 3.246 ha, năng suất ước đạt 50,5 tạ ha, sản lượng 16.390 tấn. Hiện tại có một hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất với người dân xã Huân Hà, Mường Cang, huyện Than Uyên với quy mô 30 ha, giống lúa Sáng Củ, sản lượng khoảng 150 tấn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã và đang kết hợp với các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông Nguyễn Văn Ngọ ở tổ 2 phường Tân Phong thành phố Lai Châu thuộc đối tượng người có công với cách mạng do trong quá trình tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, bản thân ông đã bị nhiễm chất độc hóa học. Cùng với đó, ông cũng có con trai cả thuộc diện bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đây là hai trong rất nhiều trường hợp đã được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tiến hành chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ với mỗi trường hợp là 1,5 triệu đồng. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền của Đảng và Nhà nước cũng là quan tâm tới gia đình là được hưởng cái chế độ được 500 một tháng, tức là được 3 tháng được 1 triệu rưỡi, là cảm ơn được cái sự quan tâm của các đoàn thể từ tổ dân phố cho đến phường cho đến các cơ quan chính quyền đến nhà nước đã quan tâm đến gia đình chính sách của tôi, là cảm ơn được sự quan tâm của các cơ quan chính quyền của Đảng và Nhà nước. Đến thời điểm này, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lai Châu đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ cho 167 người có công, 444 người thuộc diện bảo trợ xã hội, 1.032 người nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới, 35 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng tạm dừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Đối với 492 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tại các xã phường đang được tiến hành chi trả. Phòng cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định 540 hồ sơ lao động của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, thẩm định số lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, số hộ kinh doanh cá thể để xét chi trả trợ cấp đợt 2. Thì thành phố cũng đã tuyên truyền và triển khai kịp thời. Đến nay đã triển khai hỗ trợ được các nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội và người nghèo, cận nghèo, đã rà soát và hỗ trợ xong trong tháng 4. Cụ thể là người có công là 176 người và đối tượng bảo trợ là 444 người và hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.032 người. Thành phố đã thực hiện xong. Và đến thời điểm hiện tại thì thành phố đang tiếp tục rà soát các đối tượng là người lao động không có hợp đồng và bị mất việc làm, gặp khó khăn bởi đại dịch Covid, thì đến nay đã rà soát và hỗ trợ cho 492 lao động là người lao động không có giao kết hợp đồng đang thực hiện chi trả tại các xã phường, và 35 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu là đang thực hiện chi trả. Và hiện nay thì phòng đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát các xã phường, tất cả các cái đối tượng khó khăn đề nghị hỗ trợ theo đúng nghị quyết số 42 để tiếp tục thẩm định và trình Ủy ban nhân dân phê duyệt, trong đó có 540 lao động thuộc công ty cao su. Dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố Lai Châu. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm trong ngắn hạn. Chính vì vậy, việc khẩn trương nỗ lực chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu đã góp phần không nhỏ trong việc chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, tăng cường ổn định xã hội.
đảm bảo môi trường không để rác thải gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và sinh hoạt của người dân là một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ hết sức chú trọng. Nhờ đó mà tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải bừa bãi ở khu dân cư đã phần nào được hạn chế, đặc biệt là trong dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện luôn được các nhà thầu quan tâm chú trọng. Hợp tác xã Thảo My là đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ lựa chọn trong công tác thu gom và xử lý rác thải khu vực thị trấn và xã Mường Sò. Hiện hợp tác xã với gần 20 công nhân tiến hành thu gom rác mỗi ngày trên 14 tấn. Cùng với công việc thu gom rác đảm bảo sạch sẽ, công nhân của hợp tác xã cũng thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực bỏ rác vào đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, lãnh đạo hợp tác xã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường. Chuẩn bị cho đến ngày Đại hội Đảng, huyện Phong Thổ là thì trong đối với hợp tác xã của chúng tôi sẽ đôn đốc anh chị em làm tăng giờ, sẽ làm sạch, xanh các tuyến đường của huyện đã giao cho hợp tác xã chúng tôi. Bên cạnh việc thu gom rác thải, những ngày này, những công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn số 10 Lai Châu đang chăm sóc tỉa cây xanh dọc khu vực thị trấn, các khuôn viên, diện tích hoa và thảm cỏ tạo môi trường sạch đẹp. Với khối lượng công việc lớn, tuy nhiên các công nhân của hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn luôn tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn cho người đi đường. Phòng cũng đã phối hợp với thị trấn cùng đơn vị đã triển khai thực hiện một số nội dung là tạo cắt tỉa một số cái đường tuyến đường trọng điểm, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, vệ sinh triệt để các cái khu vực mà gần các cái khu trung tâm được các cơ quan công sở, để tạo cái môi trường xanh sạch đẹp phục vụ cho đại hội các cấp sắp tới. Đây được thấy rằng là Lai Châu mình là một trong những tỉnh rất là đẹp về môi trường cây xanh và lúc nào cũng xanh sạch đẹp. Chính vì thế là đơn vị trúng thầu các gói thầu này chúng tôi cũng từng bước để làm sao cho nó tốt hơn để chào mừng đại hội. Để môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, bên cạnh nhiệm vụ chức năng của các cơ quan chuyên môn, thì mỗi người dân đang sinh sống công tác tại thị trấn Phong Thổ nên nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về môi trường. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của xã Sơn Bình, huyện Tam Đường luôn được Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã hội quan tâm đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đã từ rất lâu, những buổi đến tận nhà tuyên truyền pháp luật như thế này đã không còn xa lạ đối với những người dân xã Sơn Bình nói chung và người dân bản Chu Va Tám nói riêng. Chính từ những buổi phổ biến pháp luật đến từng bản, từng ngõ tới người dân như thế này mà những người dân nơi đây luôn yên tâm về hiểu biết pháp luật của chính bản thân mình. Bản thân tôi là đã được chính quyền địa phương của xã, của huyện và chính quyền cơ quan công an họ đến tuyên truyền pháp luật về phổ biến về pháp luật của Đảng và Nhà nước thì riêng gia đình tôi và bà con chúng tôi là cũng theo đường lối chính sách của Đảng và chúng tôi cũng chấp hành rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái tâm lý của bà con chúng tôi ở đây là rất là tốt, nó không có cái tâm lý về cái gì mà xấu đâu. Bà con ở đây thì chấp hành chính sách Đảng pháp luật của Nhà nước. Để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân, cấp ủy chính quyền xã Sơn Bình chỉ đạo cán bộ tư pháp, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với những nội dung trọng tâm trọng điểm, chú trọng các văn bản pháp luật mới và các quy định liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, nhất là các chế độ chính sách cho đồng bào vùng khó khăn. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, lồng ghép phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức hội đoàn thể, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các hòa giải viên, phát huy hiệu quả các tủ sách pháp luật, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý, cấp phát tài liệu, tờ rơi, thực hiện và xây dựng hương ước, quy ước của bản. Thông qua các hoạt động này đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, củng cố tình làng nghĩa xóm và giảm tình trạng khiếu kiện ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh thành các điểm nóng, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Trong cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì chúng tôi cũng luôn là thường xuyên, đặc biệt là phối hợp với lại các cái cơ quan chức năng như công an, rồi là các cái mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt tất cả các cái quy định của nhà nước và pháp luật của phương. Thì trong cái nội dung này thì báo cáo đồng chí là triển khai thành ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật tới tận bản, rồi là các cái vận dụng tất cả các cái buổi họp ở tại tuyên truyền các cái nội dung khác để lồng ghép. Thứ hai nữa là đặc biệt là ở xã Sơn Bình thì có các cái tổ nhóm tôn giáo, người ta sinh hoạt tôn giáo thì chúng tôi cũng lồng ghép luôn để bà con chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương. Với mục tiêu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã Sơn Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tìm hiểu, học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành nghiêm túc hiến pháp và pháp luật của nhà nước, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.